2, 1, bắt đầu. Sau khi thất bại ở hồ Quán Vĩnh Lộc rồi thì ba anh em chúng tôi kéo nhau qua hồ Hoàng Phúc để đánh một cái chầu là chầu game. Chầu này thì kèo là đánh 1.5 tiếng rồi, sử dụng mồi chung TS đó, ai thua thì trả tiền một con gà với là một thùng bia. Rồi, anh em mình đi thôi. Giới thiệu các bạn, đây là chuyên gia Thanh Tân, một đối thủ cạnh tranh với mình. Và Miki là ghi là cộng tác viên, nó là cộng tác viên của TS Fishing. Hôm nay mình sẽ đánh với hai ảnh, chấp hai ảnh, hai ảnh ngồi biên, hai bên mình ngồi chính giữa. Không biết chầu này ai thua thì người đó trả tiền thôi. Thua là không đối thừa nha. Không sao hết. Rồi hôm nay khán giả trường quay cũng đông lắm. Rồi một cô bé nhỏ nhắn nữa lên trên lót chốt. Rồi bây giờ mình đánh thôi mọi người. Đó, đạp đi. Rồi chào mừng các bạn đến với buổi câu game ngày hôm nay. Thì trận game của chúng ta sẽ bắt đầu nha. Mình sẽ đếm 3, 2, 1, bắt đầu. Sao có cá chê ở đây nữa trời. Lần cá hồ Hoàng Phúc này hiện tại theo chủ hồ anh nói thì tầm cỡ hơn 1 tấn. Sai cá đô phi ở đây nó đổ đồ dù tầm cỡ 500 gram 700 gram, vẫn có hàng cỡ 5-6 con 1 ký. Hồ này hiện tại cũng mới làm đây thôi, lượng khách thì chưa có. Cá hiện tại này đang zin với mọi người. Theo cảm giác của mình đi câu lâu năm thì chưa đủ cá để tổ chức một giải game. Cá cũng không ăn nhiều rồi. Ra đập chậm nhau. Sai cá nào to.
boy này nó không chịu à. Ăn hàm dưới không? Bo, tại vì em thấy nó ăn lưỡi quay hướng nào vậy? Nghĩ ta đánh cái thẻo như vậy thì bao giờ tao quýnh được đồ to đâu mà. Điều chỉnh chút xíu mà nuốt luôn. Đêm dài nghe tiếng giọng cố buồn, nước nở trời mưa cũng làm soi các mơ. Từng cơn sóng xô ngoài khơi, từng cánh chim bay thong thoáng, từng bước đi trong tiếng sóng. Về sương mù khi hoàng hôn, mình lại không rời nơi đây thân quyến bên nhau. Mùa đông đã sóng mưa gió, ta đã bỏ chút tiếng ca. Tình em lắng như đại dương, nồng ấm nghìn hoa bao dung. Đã cho anh sức sống để đi ta tận cuối chân trời.
thời gian cứ cho đi bình yên, rồi một ngày khi sóng bão ghé đến nơi đây, để rồi em đã mãi bay đi theo cánh chim trời. Đã sương mong manh ấy hỡi em ở đâu, trời xanh bao la ấy có thấy bóng em, nhờ cơn gió hạnh nhắn sầm sầm trái tim ta vẫn yêu. Dù ngày mai sau thế giới có đổi thay, tình em anh xin giữ mãi trong trái tim. Người ơi có còn nhớ, nhớ đến nơi ta hẹn hò. Anh từng nói với em rất nặng lời, sáng ngày ấy bỏ anh trong cô đơn. Anh từng nói với em, sáng ngày ấy bỏ anh. Cái gì? Chín cọc rồi. Hay là cái bịch ni lông á? Giờ lớn hơn anh mới yêu, ai cùng muốn cuộc sống không loa toan. Vì lúc ấy anh quá xoan. Trời sai lầm lần nhất ngăn mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là một lúc ngăn em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, đợi theo bước em anh sẽ đớn đau một ngày. Tình em như đứng con sông dài, con ước về cho cây trái cho bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa về chờ mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hai vui đùa, em canh cò anh chim trắng mồ côi. Ủa có cái con... Ê, con cá này mới dính lưỡi của anh xong rồi nó quay lại đăng tiếp nè. Ừ, nó lưỡi của mình luôn nè. Ghê thiệt. Ăn miệng. Còn hai lưỡi luôn. Tưởng là lưỡi của anh chứ. Lưỡi của anh dính hàng hai lưỡi chứ. Đâu phải đâu. Cá dây to lắm Tân ơi. Ăn cá dây năng niu không à. Sau 30 phút câu ở Hồ Hàng Phúc thì theo đánh giá của mình đó, cá ở đây là cá mới. Hiện tại là chắc do thời tiết. Thời tiết dạo này trời đang lạnh, cá ăn rất là chậm. Mình đánh muốn đánh được rô phi ở đây mà mình phải đánh xuống đồ rất là nhỏ để bắt được nó. Tín hiệu cá nó nhát lắm, không có ai nhiệt như tất cả các hồ game khác đâu. Đi câu cá này á, nói chung anh muốn câu được cá nó có nhiều yếu tố quan trọng lắm, chứ không phải đơn thuần là một gói mồi ngon là cá đã ăn đâu. Nhất là điểm câu. Đối với cái hồi mà dịch vụ như vậy, câu cá mà tính suất á, gọi là hồi dịch vụ á, câu lên thả xuống á, thường cá ăn theo lỗ là nhiều. Nhiều cái điểm câu mình nó rất quan trọng, không phải là mồi nào quýnh lỗ nào nó không ăn đâu. Không có mồi nào thần thánh cả. Cuộc mồi câu của mình chỉ làm đủ vị để con cá thích ăn thôi. Còn muốn câu được nhiều cá, nhiều yếu tố lắm.
từ kỹ năng, từ dây thẻo trục, rồi cách canh phao, canh chỉnh trì, tùm lum thứ, chứ không phải đơn giản như là cục mồi ve vào lưỡi câu là đã câu được cá. Thứ hai là thời tiết ảnh hưởng cũng rất là quan trọng. Ví dụ như những mùa như là thời tiết lạnh như cuối năm trời này thì những cá rô phi thường thường rất là ít ăn, thì trời lạnh mà thì mùa này chỉ thích hợp đánh cá chép là hợp lý nhất. Rô phi thì mùa nắng, ví dụ là mùa hè qua xuân đầu hè đó, đó là mùa mưa đổ xuống là cá mùa đó rất là thích ăn, quýnh kiểu gì cũng có cá hết. Là mùa là mùa cá rô phi đi ăn mà, nhưng cá chép mùa đó là chậm. Cá rô phi ở Hồ Hàng Phúc này chính là xài cá cũng rất là đẹp. Cá rất là đẹp nha. Xài cá này đánh game rất thích. Thường hay lượng cá này thì nó lại chậm ăn hơn là lượng cá rô phi tầm cỡ 5 con 1 kg. Cá rô phi 5 con 1 kg khi mà vào một cái môi trường mà đánh game thì nó lại ăn nhiệt hơn là cá rô phi mà to tầm cỡ 5-6 lạng như vậy. Sau khi 30 phút trôi qua thì mình sẽ đổi chiến thuật, đổi cái phao nhỏ hơn. Thì hiện tại cá tín hiệu lại kém, nhỏ chì hơn để tín hiệu có chuẩn hơn. Trời giờ quýnh đây nè, thả em quay cái camera qua đây đi Thảo coi nè, quýnh không lại cho ăn gian xỉu ăn bên luôn, thấy không, quýnh không lại chơi xỉu qua một bên luôn. Ăn điếm nữa chứ. Sau hơn một tiếng đồng hồ trôi qua rồi, cá hiện tại chậm lại rất là nhiều, không nhiệt như lúc đầu nữa. Hẹn mót từng con. Kè này chắc thua quá. Mình ngồi giữa hai người hai bên này. Chắc cái lẩu gà, cái thùng bia mình chung rồi. Buồn quá anh em ơi, khóc hết nước mắt. Ok, 15 phút nữa mình sẽ kết thúc trận đấu nha anh em. Ý da, cá lên rồi, mừng quá. Cá rô phi size rất là đẹp ha. To to, size này tầm cỡ 4 lạng 1 kg, 4 con. Khi mình đổi từ chiến thuật câu đáy ra thành câu rơi thì được 2 con rồi, mừng quá. Rơi này mình chuyển qua câu rơi tại vì cá đang ăn chạy dần, nhưng là nó ăn từ tầm gần, xong rồi sau đó nó sẽ tạt từ từ ra tầm xa. Kéo lên câu rơi cũng là một cách để đánh xa hơn cái ổ câu của mình. Còn là đánh đu xe đó mọi người, mà đu không khéo thì lại lật luôn.
rồi là té xe, ngã ngựa. Cá ơi, ăn mồi đi cá ơi, đừng để thua con gà thùng bia cá ơi. Nói chung là sau khi thời gian thi đấu gần kết thúc rồi, tỷ lệ cũng người đứng đầu bảng thì đã rõ rồi. Bên tay phải của mình cá lên rất là đều. Hiện tại mình với idol Thanh Tân thì đang so kè cao thấp. Hiện tại mình chưa biết là ai nhiều hơn ai, tại vì lượng cá tương đồng với nhau. Cá mình thì cũng hơi to, bên kia không biết thế nào. Có thể là hai người căn đồng đồng với nhau được, xem ai là người thua. Hello các bạn, giờ gần kết thúc trận đấu rồi và còn tầm 30 giây nữa là kết thúc trận đấu. Theo tình hình mình theo dõi thì rất là sát sao đó. Không biết là ai sẽ là người thắng cuộc trong ngày hôm nay nhờ. Bây giờ thì anh Bo, anh Kim hay là anh Tân, các bạn hãy bình luận ở phía bên dưới trước khi theo dõi tiếp nhé. Bây giờ thì mình chuẩn bị kết thúc trận đấu nha. Các anh chuẩn bị chưa? Ok nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Hết giờ. Ok, gom qua bên đây thôi. Bây giờ thì anh thôi, theo thứ tự luôn. Anh Tân trước nha. Rồi, có ai giúp em không? Đây, ở đây. Qua bên đây. Qua đây. Mấy anh ơi, gom cá lại thôi. Hả? Dỡ rộng lên luôn, gửi dỡ lại. Dạ. Rồi, bây giờ là anh Kim trước nha. Ủa, anh Tân trước. Bây giờ là anh Tân trước nha. Wow. Quá trời. Đây. Rồi, các bạn có kết quả nha. 17 kg, 86. Nha. Có cọng dây. Rồi, tiếp. Tên Kim. Anh Tân là 17, 86. Bây giờ tới anh Kim nha. Lên. Đây. Anh Kim là rất là sát sao nha. 17, 69. Chưa chốt mà. Ê, từ từ. Nó cần vậy đó. Sát quá mà, 17 cái mấy không à? 17 sao? 17 44. Cực kỳ sát nha, còn người cuối cùng. Đây anh Bo đây. Nào mấy ký mà nói gì vậy? Đây, người cuối cùng đây, người cuối cùng ngày hôm nay của anh Bo là, các bạn đoán được chưa? 22 kg 18. Yay, và chúng ta đã tìm được người thắng cuộc ngày hôm nay. Đó chính là anh Bo. Anh Bo, anh có cảm xúc nào với vị trí 22 kg ngày hôm nay không? Thì game này mình thấy nó cũng đơn giản, tại vì mình bóc được cái biên nó rộng quá thôi, chứ không có gì hết. Chứ thật ra thì thực lực thì anh em thì ai cũng như ai thôi. Dạ, rất là sát sao luôn á mọi người. Bây giờ thì cảm ơn anh kia, anh Bo đã chia sẻ nha. Bây giờ tới anh Tân ạ. Tôi không có gì để nói. Rất là sát luôn á. Nói chung là cá thì nó ăn đều nhau mà quýnh cũng ngang nhau thôi. Dạ. Chứ là anh em luyện tay, luyện chân rồi trong dẻo để thi đấu mà. À, mình TS Fishing chuẩn bị có một cái trận ngày 26 tháng tháng 2 này, các bạn nhớ theo dõi nha. Bây giờ thì nhân vật cuối cùng ngày hôm nay đó là anh Kim. Nè,
nãy anh bao nhiêu ký? Hả? Hồi nãy là anh là 17 ký 45 hay gì á? 17 à. 45. Là anh thua rồi đúng không? Thôi cũng rất là xa. Thất bại rồi. Thua chung thôi, thất bại rồi. Bao nhiêu ta? Cái gì ta? Hồi nãy mình cái gì ta? Cái con gà đúng không? Cái con gà và thùng bia đó. Rồi ok. Thôi, bye bye nhé. Bye. Lần sau.